Bảo hiểm nhân thọ có lừa đảo không? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc khi đối mặt với những lợi ích vô cùng hấp dẫn mà bảo hiểm nhân thọ mang lại. Trong video này, chúng ta sẽ cùng giải mã bí ẩn về bảo hiểm nhân thọ, xem là khách hàng sẽ nhận được những lợi ích khổng lồ như thế nào khi mua bảo hiểm và công ty bảo hiểm thì lấy đâu ra tiền để chi trả cho khách hàng nhiều như vậy. Từ đó chúng ta sẽ biết bảo hiểm có lừa đảo hay không. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với những quyền lợi siêu to mà khách hàng sẽ được hưởng nếu tham gia mua bảo hiểm. Ví dụ, nếu bạn mua một gói bảo hiểm tổng trị giá 200 triệu với thời hạn 20 năm, thì bắt đầu từ ngày đầu tiên hợp đồng có hiệu lực, nếu bạn phát hiện ra mình mắc bệnh hiểm nghèo, sẽ được bảo hiểm đền tới gấp 3 đến 4 lần giá trị hợp đồng. Ví dụ, gói 200 triệu sẽ được nhận tới 600, 800 hoặc thậm chí cả tỷ đồng tùy vào nhiều gói bảo hiểm khác nhau. Bên cạnh đó, nếu bạn không bị bệnh hiểm nghèo mà chỉ bị bệnh thông thường khiến bạn phải nằm viện, thì bạn sẽ được hỗ trợ tiền viện phí và chi phí nằm viện. Số tiền nhận được khá là hời so với số tiền bạn đóng bảo hiểm. Ví dụ như có nhiều gói bảo hiểm sẽ chi trả viện phí cho bạn tới 3.000 ngày nằm viện, nghĩa là bạn có nằm viện cả chục năm cũng chẳng lo tiền viện phí. Bên cạnh đó, bạn còn được chi trả các chi phí về phẫu thuật, khám bệnh, vân vân. Cái này thì tùy vào từng công ty và tùy vào từng gói bảo hiểm nữa. Nhiều người băn khoăn, nếu tôi không bị bệnh hiểm nghèo, cũng chẳng thương tật nằm viện gì, thì tôi sẽ mất oan số tiền đã đóng phải không? Không luôn, nếu bạn không bị sao, thì đến cuối thời hạn hợp đồng, bạn sẽ nhận được về toàn bộ số tiền đã đóng, thậm chí còn kèm thêm cả tiền lãi nữa. Nhìn đi nhìn lại, người dùng luôn luôn được lợi trong mọi hoàn cảnh. Nếu bị mất mạng thì sẽ được đền bù đến 3-4 lần giá trị hợp đồng, kể cả khi mới đóng được 1-2 tháng. Nếu bị bệnh phải nằm viện thì được hỗ trợ chi phí rất xông xênh. Còn nếu không sao thì vẫn được thu tiền về kèm theo lãi. Quá nhiều lợi ích và yên tâm với số tiền bỏ ra. Thế thì, nếu người dùng lúc nào cũng lãi như vậy thì công ty bảo hiểm lấy đâu tiền để bù vào? Đây chắc chắn là thắc mắc của rất nhiều bạn khi xem video. Và để trả lời thắc mắc này, chúng ta sẽ cùng xem cách mà công ty bảo hiểm làm ra lợi nhuận. Để có lợi nhuận, trước tiên, các công ty bảo hiểm sẽ mang số tiền mà khách hàng đóng để đi đầu tư. Thường thì họ sẽ mua trái phiếu của chính phủ hoặc mua cổ phiếu của những công ty lớn. Như vậy, nguồn tiền của họ luôn được an toàn và sinh lời một cách ổn định. Hoặc nếu công ty nào giỏi hơn, thì có thể góp vốn vào các doanh nghiệp hoặc đầu tư vào các dự án có tỷ lệ lãi cao hơn nhưng rủi ro cũng cao hơn. Thứ hai là công ty bảo hiểm sẽ phải phân tích một lượng lớn dữ liệu để tính ra được tỷ lệ rủi ro với từng loại bệnh, từng loại tai nạn. Từ đó họ sẽ đưa ra chính sách bảo hiểm cho khách hàng mà vẫn đảm bảo họ không bị lỗ. Tuy nhiên, thực tế thì để các công ty về bảo hiểm có thể có lãi, họ phải có một lượng khách hàng rất lớn. Còn những năm đầu hoạt động, họ chắc chắn phải chịu lỗ vì tiền lời đầu tư không đủ để bù vào chi phí hoạt động. Các bạn có thể thấy, năm nào cũng có rất nhiều công ty bảo hiểm báo lỗ, nhất là các công ty mới mở. Đến đây, sẽ lại có nhiều bạn giả sử rằng, công ty bảo hiểm nếu đầu tư thua lỗ sẽ bị phá sản, như vậy khách hàng sẽ bị mất trắng. Thực ra thì bất kỳ một công ty nào cũng có thể bị thua lỗ và phá sản, bảo hiểm cũng không ngoại lệ. Bởi nếu làm bảo hiểm mà không lỗ thì người ta đổ xô đi làm bảo hiểm hết rồi. Tuy nhiên, khách hàng sẽ không dễ mất tiền như vậy bởi các công ty bảo hiểm luôn được đặt dưới sự quản lý và giám sát chặt chẽ từ Bộ Tài chính. Nếu một công ty có dấu hiệu phá sản, Bộ Tài chính sẽ chuyển hợp đồng khách hàng cho một công ty bảo hiểm khác theo thỏa thuận để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ với khách hàng. Nếu không giải quyết được như vậy thì mỗi công ty bảo hiểm luôn bắt buộc có một nguồn quỹ dự trữ. Các cơ quan chức năng sẽ lấy tiền quỹ này chia cho khách hàng. Vậy là khách hàng vẫn sẽ được nhận lại tiền, nhưng chắc chắn là số tiền đền bù này ít hơn số tiền đã đóng và không vượt quá 200 triệu trên mỗi hợp đồng. Nói chung là cũng không mấy khi công ty bảo hiểm phá sản, mà có phá sản thì khách hàng cũng không mất sạch tiền đã đóng, cũng yên tâm hơn một chút. Thế còn chuyện thiên hạ đồn rằng công ty bảo hiểm lừa đảo khách hàng, không trả tiền khi khách hàng bị bệnh hoặc tử vong, hoặc ôm tiền của khách hàng chạy thì sao? Về việc ôm tiền chạy thì mọi người có thể yên tâm là không công ty bảo hiểm nào dám làm như thế. Nhưng nhân viên hoặc đại lý bán bảo hiểm lừa khách hàng thì đã xảy ra khá nhiều. Để tránh bị lừa, mọi người nên mua bảo hiểm cẩn thận và tìm đại lý uy tín. Còn chuyện bảo hiểm không trả đúng chế độ cho khách hàng thì đôi khi là do công ty bảo hiểm không uy tín, làm ăn bát nháo, cố tình gây khó khăn, yêu cầu thủ tục lằng ngoằng để giảm hoặc trốn trách nhiệm với khách hàng. Hoặc đôi khi là do khách hàng không tìm hiểu kỹ, vi phạm các quy định của hợp đồng. Ví dụ như đi khám đã biết mình bị bệnh mà vẫn khai gian dối rằng mình khỏe mạnh, như vậy bảo hiểm không chi trả là đúng. Tóm lại là tham gia bảo hiểm có rất nhiều cái lợi,
nhưng cũng đi kèm theo rủi ro. Các bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng và tìm công ty uy tín trước khi tham gia.